Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với phần tin tổng hợp của Tin Mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua quân đội Trung Quốc thông báo triển khai loạt máy bay quân sự và tàu chiến để tiến hành các cuộc tập trận tác chiến quanh hòn đảo Đài Loan. Đây là cuộc tập trận thứ hai của Trung Quốc xung quanh hòn đảo Đài Loan chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân PLA Trung Quốc ra thông báo cho biết các lực lượng đã tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế trên biển và trên không xung quanh Đài Loan, tập trung vào diễn tập tấn công trên đất liền và trên biển. Mục đích của hoạt động này là thử nghiệm khả năng tác chiến chung và kiên quyết chống lại những hành động khiêu khích của các lực lượng bên ngoài và các lực lượng muốn ly khai tại Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 57 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở các khu vực quanh hòn đảo trong 24 giờ qua. Trong số này, 20 tiêm kích hạng nặng J-11, J-16 và Su-30, 2 chiến đấu cơ hạng nhẹ J-10 và 2 máy bay trinh sát không người lái UAV BZK-005 của quân đội Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, ranh giới, được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. 4 phi cơ cũng hiện diện ở khu vực Tây Nam vùng nhận diện phòng không ADIS Đài Loan, gồm 2 oanh tạc cơ chiến lược H-6, máy bay cảnh báo sớm KG-500 và 1 UAV BZK-005. Văn phòng lãnh đạo Đài Loan chỉ trích đợt diễn tập của quân đội Trung Quốc, cho rằng hai bên đều có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan và khu vực. Chúng tôi liên tục giám sát tình hình, đồng thời điều động tiêm kích, tàu chiến và sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không mặt đất để theo dõi, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết. Đợt áp sát diễn ra sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông quân đội Trung Quốc thông báo tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu hiệp đồng và diễn tập thực tế trên vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan hôm vừa qua. Cơ quan này cho biết hoạt động diễn tập nhằm kiểm tra khả năng tác chiến hiệp đồng của quân đội cũng như chống lại hành vi thông đồng, khiêu khích từ bên ngoài và các lực lượng đòi Đài Loan độc lập. Vài ngày trước đó, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung Hoon di chuyển bình thường qua eo biển Đài Loan nhằm thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật pháp quốc tế. Lần gần đây nhất Trung Quốc diễn tập quanh Đài Loan là ngày 25 tháng 12 năm 2022, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2023, trong đó có các điều khoản tăng cường hỗ trợ an ninh cho hòn đảo. Giới chức Đài Loan khi đó cho biết 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện quanh hòn đảo, đánh dấu đợt lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024. Theo báo The Hill, Tổng thống Biden và các cố vấn đang thảo luận chi tiết kế hoạch tranh cử trong tương lai và ông Biden có thể công khai ý định tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong vài tuần tới. Có thể là vào tháng 2, một thông báo chính thức hơn có thể được đưa vào tháng 4 tới. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Nếu tái đắc cử, ông Biden sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số thành viên Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Vừa qua, ông Biden đã có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Các bác sĩ kết luận ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. Sau vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính thứ 15, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Để có chiến thắng của chính trị gia 57 tuổi này, ông và các đồng minh đã phải đưa ra nhiều nhượng bộ. Dưới quan sát đánh giá, dù được bầu trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, sau nhiều lần thất bại, ông Kevin McCarthy đã giành thêm sự ủng hộ sau khi đưa ra nhiều nhượng bộ, trong đó nhượng bộ lớn nhất là đồng ý với yêu sách của nhóm 20 nghị sĩ theo đường lối cứng rắn rằng bất kỳ nghệ sĩ nào vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể yêu cầu cách chức ông. Hầu hết những thành viên ngáng đường ông ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện đều từ chối công nhận cuộc bầu cử năm 2020 là thành viên của Freedom Caucus, nhóm nghị sĩ cực hữu có tham vọng thay đổi các quy tắc trong Quốc hội hoặc cả hai ông. Kevin McCarthy phải quyết định một loạt vấn đề trong nhiệm kỳ của mình, liệu ông ấy có đồng ý với các yêu cầu của nhóm nghị sĩ cực hữu Freedom Caucus hay không? Hay sẽ cố gắng tìm cách thỏa hiệp với những đảng viên dân chủ ôn hòa để tránh nhóm Freedom Caucus? Cả hai phương án này đều có thể làm lung lay chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện của ông ấy.
Ngoài ra, ông McCarthy đã cam kết dành cho những đảng viên bảo thủ cứng rắn ít nhất một ghế trong Ủy ban Quy tắc Hạ viện Mỹ. Nếu nhiều đảng viên bảo thủ giành ghế trong Ủy ban, họ có thể định hình các quy tắc tại Hạ viện trước cả khi nó hoàn toàn hình thành, đồng thời loại bỏ các đề xuất không mong muốn ngay từ trong trứng nước. Ông McCarthy cũng cam kết đứng về phía nhóm đảng viên đảng bảo thủ trong các cuộc tranh luận nội bộ về ngân sách. Điều đó có thể khiến ông có ít cơ hội tìm ra giải pháp thỏa hiệp cần thiết nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ vào cuối năm nay. Giới hạn nhiệm kỳ quốc hội và an ninh biên giới luôn là chủ đề tranh luận giữa các đảng viên Cộng hòa. Ông McCarthy được cho là đã cam kết tổ chức bỏ phiếu cho cả hai vấn đề trong năm nay. Không chỉ vậy, giới quan sát cũng cho rằng việc ông McCarthy đích thân cảm ơn ông Trump cũng là một rủi ro khi gắn sự nghiệp chính trị của mình với những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Tôi nghĩ không ai có thể nghi ngờ sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông ấy đã sát cánh với tôi ngay từ đầu. Nếu có ai nghi ngờ thì ông ấy có mặt hay không? Thì câu trả lời là ông ấy đã chơi hết mình. Ông ấy gọi cho tôi và gọi cho những người khác để vận động và ông ấy thực sự giúp tôi đến được những lá phiếu cuối cùng. Sau 15 vòng bỏ phiếu, ông McCarthy đã trở thành chủ tịch thứ 55 của Hạ viện Mỹ với 216 phiếu bầu, qua đó kết thúc 4 ngày đấu đá nội bộ gay gắt giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa. Thách thức trước mắt mà Hạ viện phải đối mặt trong những tháng tới là giải quyết mức trần nợ công lên đến 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vừa qua, chính phủ Mỹ đã trục xuất khoảng 100 người di cư Venezuela theo chính sách kiểm soát biên giới mới vừa có hiệu lực. Cách đây 2 ngày, những người này được đưa trở lại thành phố Ciudad Juárez của Mexico. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người di cư từ các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng sẽ bị trục xuất trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư của mình trước áp lực từ làn sóng di cư ngày càng gia tăng tại vùng biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico. Mỹ sẽ chỉ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela vào Mỹ bằng đường hàng không. Đồng thời, mỗi tháng Washington sẽ trục xuất 30.000 người nhập cư bất hợp pháp từ các nước trên tới Mỹ qua đường biên giới với Mexico. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm El Paso ở bang Texas nhằm đánh giá các hoạt động kiểm soát biên giới trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ-Mexico và vấn đề người di cư dự kiến sẽ là một trong những nội dung thảo luận chính. Cục khí tượng Australia thông báo lũ lụt kỷ lục trong năm xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này. Lũ lụt đã khiến cộng đồng bị cô lập và tình trạng này chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Eli đã khiến vùng Kimberley có diện tích tương đương bằng bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng, với khoảng 1.300 cư dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước lũ cản trở giao thông đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải chuyển hàng cứu trợ qua không vận. Theo Cục Khí tượng Australia, mực nước sông Fitzroy ở Kimberley hiện ở mức 15,81m, vượt kỷ lục 13,95m ghi nhận năm 2002. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã cảnh báo người dân về nguy cơ nước lũ dâng cao, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng Bumi. Những người dân ở Kimberley đang phải trải qua trận lũ tồi tệ nhất. Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi và đó là thách thức rất lớn đối với người dân trong khu vực. Theo thông báo của Cục Khí tượng Australia, mưa đã giảm dần khi cơn bão di chuyển theo hướng đông về vùng lãnh thổ phía Bắc. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo lũ lụt vẫn sẽ tiếp diễn tại vùng Kimberley, khiến nhiều con đường chìm trong nước lũ và các cộng đồng dân cư trong khu vực bị cô lập. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết trận lũ lần này có sức tàn phá nặng nề. Theo đó, ông cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ các khu vực khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy bay của lực lượng phòng vệ Australia ADF và trực thăng Chinook để hỗ trợ sơ tán người dân. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết 5 máy bay trực thăng của ADF sẽ được triển khai tại vùng Kimberley. Một số khu vực ở miền đông Australia đã hứng chịu lũ lụt thường xuyên trong 2 năm qua do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina kéo dài bất thường. Trong năm 2022 vừa qua, lượng mưa kỷ lục đã gây ra nhiều đợt lũ lụt trên khắp Australia. Mưa lũ vào tháng 3 và tháng 10 năm ngoái đã khiến hàng chục nghìn người sinh sống dọc vùng bờ đông nước này phải sơ tán. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tổng hợp của tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.